Hello các bạn, em thì xin mến chào các bạn. Hôm nay hẳn là nhiều bạn hỏi em về cái cỏ dẻ này mua ở đâu. Bây giờ em thì chia sẻ với các bạn là trong mấy cái chai như vậy nè, nó em thì xài xong rồi rửa đi cái cỏ này xài thôi, chứ không có cái website để cho các bạn được, các bạn thông cảm nha. Đó, em thì xài mấy chai này hết, xúc sạch lấy cái cỏ này ra, rồi mình bỏ vô cái chai nước sơn keo để mình muốn dẻ thiếp hay dẻ bông hay dẻ lai gì. Tiện đó các bạn, giờ tiết kiệm mà giờ tiện nữa. Rồi bây giờ em mình sẽ vẽ màu đen cho cô khách này nè ha. Các bạn thấy vỗ móng nhọn cho cỏ mà móng mỏng nè nọ. Bây giờ em kéo lên một đường như vậy. Đó, bên đây cũng vậy. Đó. Ở trên là cho nó mỏng nên nó hơi bị dính, mình phải chùi nha. Rồi. How do they that? It's cool. Yes, cái câu khách này thì có chơi hay lạ chút cho các bạn, không có to quá, chỉ một đường viền ở bên ngoài thôi. Cái nước lót ở dưới là em đã sơn cái bay màu hồng nha, hồng natural luôn. Rồi đây màu đen mình kéo lên, mình kéo sát sát cái đường này luôn. Đó, mình tô lại nha các bạn. Bạn thấy cái mẫu vẽ nó rất là simple luôn. Các bạn kiếm cái màu đen nào cho nó quyền á, rồi mình đi một nước một thôi. Rồi mình kéo lên trước đi. Mình kéo cái đường lên trước, sau đó mình tô cái phần còn lại nó sau. Cô khách này cô làm cái bộ móng này cũng ngắn đó các bạn, cô muốn ngắn mà lại muốn nhọn nữa, ngắn mà phải nhọn cô mới chịu. Mình chỉ nhọn được cái đầu thôi, các bạn biết giũa cũng phải khéo chứ, mình đừng có giũa để nó lõm hai bên đây, giũa vô cái móng của khách. Rồi vậy là mình được bốn ngón rồi đó. Ở đây cũng vậy, các bạn hãy đặt ngay đây, kéo thẳng lên một đường cho cái đầu trên nó nhỏ, nên đây mày không có đi từ trên kéo xuống mà từ dưới kéo lên. Đó, sau đó mình tô cái phần còn lại. Rồi vậy là mình xong đó các bạn. Đó, năm ngón. Cái mẫu very sample luôn, mình chỉnh chỉnh mấy cái này lại. Nước sơn mà nó hay rút nè. Đó, mình chỉnh lại trước khi bỏ vô hơi nha. Là mình làm là mình lưu ý là như vậy. Giống như mà các bạn sơn màu kinh tuyến cũng vậy nè. Mình có ý là mình sẽ bỏ vô trước khi bỏ vô hơi, mình coi lại. Để cái màu kinh tuyến khi mà mình nghiêng qua nghiêng lại đó các bạn, là nhìn khi kinh tuyến mà nó lỏng quá nó sẽ bị chảy ra hai bên hông tay. Nhưng khi mình làm thì mình không thấy, lúc mà mình sơn xong năm ngón trước khi bỏ vô hơi treo mình không kiểm lại, lâu lâu thỉnh thoảng cũng hay bị mấy cái lỗi nhỏ đó lắm, nhưng mà mình chú ý thì nó ok hơn. Nếu nó có lem thì mình chùi xong mình bỏ vô hơi thì một lát mình dễ xử lý hơn, còn không thôi mình hơi xong rồi một lát mình chạy ra, chạy cái phần ấy đó ra chứ cũng không sao, nhưng mà mình xử lý trước khi hơi thì nó vẫn tốt hơn, để nó chảy hoặc nó đùng qua một bên nó cộm lên nó xấu lắm. Các bạn thấy cái thiếp này dễ dễ ha, dễ hơn thiếp bầu nữa. Mình chỉ kéo thẳng lên về thôi. Đó, các bạn thẳng lên thì nó vẫn chưa xong, nó vẫn còn hỏng cái đường gái của cái neo nha. Đường dày đó, nên mình cũng phải đi lại. Chứ mình kéo một lần lên xong nó chưa có đủ. Mình phải đi lại đồng bọc cái đầu móng. Tại vì móng bột hồi nào cái đường, cái nó vẫn có độ dày của cái bột. Mình làm mỏng gì đi nữa cũng có cái độ gái chứ không phải như móng thiệt được các bạn. Đó, đây các bạn thấy không, đó mình phủ đây nè,
Bây giờ em mày thích vẽ những cái cọ này là chỗ đó đó, mình xử lý mấy chỗ này nó rất là tuyệt vời luôn. Còn nếu mà cái cọ cái nước sơn nó to lắm các bạn, ô dày đây cũng vậy. Các bạn biết thời bây giờ làm nail là như vậy không, là khách cứ vô mà đưa tấm hình ra rồi mình cứ coi theo đó mình làm. À không biết tiệm của các bạn sao nha, chứ mấy cô khách tiệm của em mày đó đưa tấm hình ra là phán luôn cái màu cho em mày đi lựa luôn, chứ mấy cổ là không đi lựa màu nữa. Bây giờ mấy cổ sai mình lựa màu hay bị nhiều luôn. Ngày xưa mấy cổ vô thì mình yêu cầu mấy cổ đi lựa màu nha, còn bây giờ phần đông là mấy cổ đưa những cái hình ở trên mạng đó các bạn, rồi mấy cổ kêu mình lựa cho mấy cổ luôn. Giờ mình phục vụ nghề nail, mình kiêm luôn cái nghề lựa nước sơn cho khách nữa đó, phần đông luôn đó các bạn, chứ không phải một hai người đâu. Đưa mẫu vẽ rồi là mình tự kêu mình lựa màu luôn, mấy cổ vô mấy cổ ngồi không vậy đó, mà lựa màu phải cho nó giống nữa, nhầm khi hả nó không được giống cho mấy là không chịu nữa, mới ghê vậy đó. Mà nó cái nghề của mình phục vụ một ngày một cái level nó phải nâng lên, mình phải chiều chuộng khách hàng nhiều vô, cũng không phải chiều chuộng gì nhưng mà mấy cổ tin tưởng cái mắt thẩm mỹ của cái người trong nghề như mình đó các bạn. Thường khi mà cái khách quen thì cổ tin tưởng rồi, cổ biết mình đây, mình sẽ lựa cái màu nó tương tự nhanh hơn là mấy cổ lựa. Rồi bây giờ em mì tô lại những cái mà nó bị đưa nước sơn ra đây. Rồi bây giờ em mì cho hơi nha. Đó, mình đã xong 10 ngón các bạn, giả tiếp cho cô khách này. Tiếp lại super tinh luôn, rất là nhỏ nha. Rồi bây giờ cái bước sau cùng mình mở nước bấm nè. Đó các bạn thấy cái bộ nail đó, rất là đơn giản luôn, very simple. Cái màu là cái màu natural pink luôn. Rồi bây giờ mình cho hơi cái tay này, cái phần kế tiếp mình apply nước bóng là mình đã hoàn thành nha các bạn. Các bạn thấy móng thì ngắn nhưng em này cũng cố gắng rửa cho nhọn, thiệt nhọn có thể cho cổ. Mình nói cổ dài một chút nữa cho nó đẹp, nó nhọn thiệt nhọn luôn, nhưng mà cổ không chịu, cổ nói ngắn đi, mình rửa nhọn được bao nhiêu thì rửa cho cổ. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha các bạn, cho em mì xin một cái like, một cái share nè, và một cái đăng ký kênh ủng hộ em mì các bạn, để các bạn không có bỏ lỡ những cái video mới của em mì. Em mì mến chúc các bạn ngày mới an lành vui vẻ nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.